mình phải co tay xong là mình ngồi xuống xong mới mở tay được tay của mình mới thực tế đặt lên đánh phát vào giấy tay đỡ chân của nó xong là chân đạp vào bụng nó đỡ lên bắt đầu mút tiết vào giấy nó khởi động tiết người ta nhảy vào đánh thì mình khóa khóa tay vào nó khóa tay trước khi khóa tay vật tay nó quay một vòng đằng sau đánh tiếp gặp tay nó đánh vào bụng nó xong mới thực tế đánh tiếp một giấy gạt chân lên múc Thank you.